Chào tất cả bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn bà con đi tham quan lại tại Thỏ Bắc Tôn ở gần cầu Bồng Lai. Trước mắt bà con đây là cái trại thỏ của Bắc Tôn. Đây là cái khu nuôi thỏ lứa và thỏ thịt. Thì theo như mình được biết thì trại của Bác Tôn hiện tại nuôi theo hình thức là 90% là nuôi theo kiểu an toàn sinh học, tức là không sử dụng thuốc thú y với bà con nha. Thì cái đâu là cái điều kiện để mà chăn nuôi theo kiểu sinh học như vậy thì mình cũng chia sẻ luôn với bà con. Thì hiện tại Bác Tôn nuôi theo kiểu là bầy đàn, thì nếu mà như ở miền Tây mình á thì cái tỷ lệ mà hao hụt rất là cao. Còn ở trên đây thì hầu như là không có hao hụt, là bởi vì cái thứ nhất, mặc dù nuôi bầy đàn, chuồng trại không có hiện đại nhưng mà được cái là rất là sạch sẽ nha. Mình vô là không có mùi hôi luôn, mặc dù phân nó rất xíu nè, nhưng mà bác thường thường 2 ngày là bác sẽ dọn một lần, nó sẽ không có hôi. Và như coi là bác có rất chất độn, chất xử lý phân chuồng ở dưới đây nha. Nó sẽ không có hôi. Và đặc biệt trại của bác là đón ánh sáng, có một cái khu vực bạc để mà dán lên để đón nắng sáng, thì đây là điều kiện rất thuận lợi để cho cái ánh nắng nó sẽ diệt cái vi khuẩn ở trong trại của mình ha. Rồi như anh em cũng thắc mắc là tại sao nuôi không có thuốc mà cũng không bị gì, là bởi vì bản chất á, là con thỏ người ta sinh ra nó đã cơ bản nó đã mạnh sẵn, là do cái chế độ con mẹ nó ăn được đầy đủ dinh dưỡng, thì cũng như là nó sẽ sinh ra cái bầy con của nó khỏe mạnh bình thường và cái đề kháng rất là tốt. Đặc biệt là ở trên khu vực trên đây thì cái khí hậu cũng như cái nền nhiệt nó thuận lợi cho việc chăn nuôi. Cơ bản thì nó sẽ có cái điều kiện thuận lợi hơn ở cái khu vực miền Tây của mình. Và một cái yếu tố nữa là cái khu vực Đà Lạt Lâm Đồng này thì cái số lượng người nuôi rất là ít chứ không có nhiều, thành ra là nó trong một cái xã hoặc cái khu vực nào đó thì cái nồng độ vi khuẩn nó chưa có đủ để hình thành một cái dịch bệnh giống như với miền Tây mình, là một hộ mà bị là cả xóm bị hết nha. Thì bà con mình cũng xem tham khảo cái mô hình này thì thực sự là nó rất là hiệu quả. Tại vì một năm trước mình đã có quay cho bà con xem rồi tại thỏ Bắc Tôn, thì hiện tại năm nay mình quay lại thì tại bác có cái tiến bộ hơn, là nó ngày càng nó sạch hơn, nó sạch sẽ hơn năm rồi, và cái sản lượng thỏ thịt ra rất là cao, rất là nhiều. Mặc dù bắt nuôi có khoảng 20 nái thôi nhưng mà sản lượng thỏ thịt trong trại rất là cao. Rồi hiện tại tổng hết nhiêu đây, được bao nhiêu con bác Tôn? Đây cỡ như gần 300, cỡ như một dãy gần 100, nhưng ô 12 con. Một ô 12 con, ô là mét vuông. Mét. Cỡ mét à. Dạ. Mét. Ô 12 con mà này tới cỡ như là 8 ô. 8 ô. 96. Là một dãy 96 con. Ba dãy. Còn dùng kia hai ô kia nữa, hai ô gần bán nữa. Bác Tôn nuôi chung vậy rồi, ví dụ mình cái bầy nào nó có con bự có tách ra riêng không, hay là tới lúc bán là vẫn còn nguyên bầy luôn? Tôi sáu trộn từ le trong này chứ đâu dạ. không có nguyên bầy đâu. Dạ. Tự nhiên tôi lựa loại lớn theo lớn. À. Nhỏ thì nhưng mà cái này vài bữa mình phải lựa lại, chứ tại trong bầy đâu có đều đâu. Đúng rồi. Dạ. Lựa lại cỡ như lớn theo lớn mình nhốt chung cho nó, cho nó ăn cho nó đều cho nó dễ. Dạ. Còn nếu bẹt là bẹt luôn. Cái này xong cái trong kia là cái này chuyển đũa cho hai cái lồng hồi nãy đó. Tức là hai cái lồng hồi nãy là hai cái lồng để mà chuẩn bị xuất bán. Rồi cái nào con nào quay này con nào lớn to, lớn to lớn là chuyển vô, cái to là chuyển vô. Oh,
tô hôm nay là kết thúc nha bà con. Hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp ha. Nếu mà bà con thấy cái video của mình hay thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh cũng như là một cái lượt chia sẻ video để cho cái kênh và cái video của mình nó ngày càng phát triển hơn. Đây cũng là động lực để mà mình làm nhiều video hơn nữa để phục vụ cho bà con mình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nha.